Chào bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn về các cái về cái cách thức chia ô ở trên Windows 10. Thì ở đây tôi có một cái ổ có dung lượng là 1 TB. Thì bây giờ tôi muốn tách cái ổ này ra thành một cái ổ thành hai cái ổ. Một ổ tôi muốn chia là 150 GB và một ổ là dung lượng còn lại. Thì để chia ổ thì bước đầu tiên chúng ta sẽ ra ngoài màn hình desktop và nhấp chuột phải vào cái biểu tượng Zip PC và kích vào cái phần Manager. Ở trong cái bảng Computer Management này thì các bạn cái phía menu bên tay trái, các bạn kích vào cái phần dòng chữ Disk Management. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ load ra. Ở trong đây thì nó sẽ hiển thị tất cả các cái thông số của các cái ổ cứng mà có trong máy của bạn. Thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái ổ mà tôi vừa đề cập đến, đây chính là cái ổ D này với dung lượng là 1 TB. Thế bây giờ tôi muốn chia cái ổ này thành một cái ổ 150 GB và một cái ổ dung lượng còn lại. Thì tôi nhấp chuột phải vào đây và chọn vào dòng Shrink Volume. Đó. Thì trong cái bảng Shrink này, tức là bảng chia ổ này, thì sẽ có những cái thông số ở đây. Các bạn có thể nhìn thấy là chữ Total Size Before Shrink in MB, tức là cái tổng dung lượng tính bằng đơn vị là megabyte trước khi chia, đấy là 953.852 megabyte, tức là ổ này là ổ 1T. Và cái dòng là size of available shrink space in MB, tức là dung lượng mà tối đa mà các bạn có thể chia cho cái ổ này là 950.730 megabyte. Đấy, thường thì mình cũng không bao giờ mình chia đến cái mức dung lượng tối đa như này cả. Thì thường các bạn sẽ chia thành hai hoặc ba ổ khác nhau từ một cái ổ cứng. Thì ở đây tôi sẽ chia làm hai ổ cứng và tôi sẽ cái phần dòng dưới cùng là enter the amount of space to shrink in MB, tức là bạn cần nhập vào đây một cái giá trị của cái ổ để các bạn có thể chia. Ví dụ tôi muốn chia ở đây là cái ổ là 150 GB thì mỗi 1 GB sẽ tương ứng với lại 1024 MB. Thì tôi sẽ tính ở đây là 1024 nhân với lại 150 GB thì tôi sẽ ra cái con số là 153.600. Thì tôi sẽ nhập vào đây là 153.600. Là 153, tức là 150 GB. Thì tương tự thì cái phần total size after shrink in MB, tức là cái tổng số dung lượng sau khi chia tính bằng đơn vị megabyte còn lại là 800 GB. Tướng ở đây là 800 GB, tôi tính sơ sơ là 800 GB. Ở đây nó còn 800.252 megabyte. Rồi, sau đó khi nhấn vào để nhập các thông số vào đây xong thì các bạn nhấn vào shrink. Đó, thì tôi đã chia xong ở đây là ổ 150 GB này. Và ở bên đây là ổ là 781.50 GB. Sau khi chia xong cái ổ 150 GB này thì ổ của bạn vẫn đang ở dạng unlocated. Thì để muốn cho cái ổ này hoạt động giống như các cái ổ khác thì các bạn cần thêm một cái bước nữa. Đây là các bạn nhấp chuột phải vào ổ này và chọn New Symbol Volume. Tiếp theo các bạn nhấn Next. Trong cái đây thì các bạn có thể tùy chọn để chia thêm một cái ổ nữa, nhưng mà ở đây tôi không cần, tôi muốn giữ ổ này là 150 GB. Các bạn nhấn tiếp vào nút Next. Ở đây thì các bạn có thể đặt tên cho cái ổ này.
Nhưng mà thường thì không cần, cái này các bạn có thể bỏ qua. Các bạn nhấn next tiếp, next tiếp. Ở đây các bạn đặt lại tên cho cái ổ này. Tôi nhập cái bước trước ấy, là các bạn có thể tức là thêm một cái ổ trống NTSF bị dạng ở đây, nhưng mà cái bước này các bạn bỏ qua. Next. Và bước tiếp theo là ở trong cái bước này các bạn có thể đổi lại tên của cái ổ này, lưu volume thành một cái ổ bất kỳ. Ở đây tôi vẫn để nguyên tất cả các thông số này, các bạn có thể giữ nguyên cho định dạng là NTFS. Các bạn nhấn finish. Các bạn đợi một chút thì nó sẽ đây tạo ra một cái ổ với tên là new volume, gọi là ổ F, định dạng là TFS. Tương tự như với cái ổ D này thì nó cũng là định dạng là TFS, và cái ổ này có dung lượng là 150 GB. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thức chia xong một cái ổ ở trên cái Win 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.